Xin chào tất cả các bác, anh chị yêu Phong Lan. Hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2019. Xin phép được chúc toàn thể các bác anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ, thật là thoải mái bên gia đình yêu thương. Buổi chiều hôm nay thì dành chúng em sẽ có những mặt hàng sau đây để giao lưu với toàn thể các bác anh chị. Và các bác anh chị đặt hàng thì liên lạc qua số điện thoại 0868 376 205. Chúng em gửi hàng qua đường bưu điện. Các bác, các anh chị nhận hàng, thanh toán cả tiền hàng, cả tiền cước cho nhân viên bưu tá. Buổi chiều hôm nay thì hàng cũng khá là đẹp. Và em cũng rất là ưng ý vì lô giáng hương này. Lần này thì cây rất là khỏe và rất là tươi. Thì em xin phép được báo giá luôn. Giáng hương đuôi chồn em bán với giá là 180.000 một cân cho các bác anh chị sưu tầm. Giáng hương đuôi chồn là một loại lan rất là dễ trồng, cũng khá là dễ sống. Đây các bác xem đây. Em bán với giá là 180.000 một cân nhé các bác anh chị nhé. 180k một kg, lô này rất là đẹp. Cây cực to đẹp này, rất là tươi. Chỉ có 180.000 thôi. Thì lô này cây đều đều. Và chúng em sẽ bán cả cây to, cả cây vừa lẫn lộn với nhau. 180k cho một cân giáng hương đuôi chồn cho các bác anh chị sưu tầm. Đấy. Đây các bác xem này, cây rất là đẹp ạ. Tiếp theo, mặt hàng em ưng nữa đó là giáng hương tam bảo sắc xếp V. Tam bảo sắc xếp V. Đấy. Cây cũng vừa cây trưởng thành vừa đẹp. Đấy. Giáng hương tam bảo sắc này em cũng bán với giá 180.000 nhé các bác anh chị nhé. Cũng giá 180.000. Đồng giá như là đuôi chồn thôi. Bao hàng đẹp cho các bác anh chị luôn. Mỗi loại em có tầm khoảng 15 cân gì đấy. Đấy. Cây rất là đều, thẳng đẹp. Đó, các bác xem. Lô rất là xanh mướt vừa về nhé. Đây là bạch nhạn này. Bạch nhạn em bán 160.000, cũng mới về ạ. Đây. Bạch nhạn 3, 4, 5 cặp lá. Đó, đều đều như thế. Đây là ba loại giáng hương rồi nhé các bác nhé. Còn một loại giáng hương, hai loại giáng hương nữa em xin phép được giới thiệu. Hoàng nhạn. Hoàng nhạn là một loại lan rất là thơm và hoa cũng cực kỳ đẹp. Loại này thì rất là đáng chơi và đáng sưu tầm. Thì phiên hôm nay thì em sẽ bán giảm giá cho các bác anh chị cùng chơi, cùng giao lưu nhé. Phiên hôm nay thì lúc nãy buổi chiều lại về thêm một lô nữa. Nên là số lượng nó quá tải rồi. Nên là em sẽ bán giá nó gọi là giá cũng gần gần như giá ngang em nhập thôi. Đấy, cho các bác anh chị sưu tầm. Đây. Em giảm hẳn xuống với giá là 420.000 một cân nhé. Em giảm 30.000 luôn. 420.000 một kg cho cái hoàng nhạn này. Và cũng mong là các bác anh chị ủng hộ chúng em. Đấy. Hoàng nhạn 420.000 một kg ạ. Phía trong này đó là giáng hương đuôi cáo. Là một loại giáng hương cuối cùng của phiên tối ngày hôm nay. Giáng hương đuôi cáo này. Đây các bác xem đây. 165.000 một cân. Giáng hương đuôi cáo ạ, cây cũng khá là ổn đấy. 165k 1kg giáng hương đuôi cáo. Còn phía trong này là hàng thanh lý ạ. Hàng thanh lý ạ. Đây các bác anh chị xem đây. Hàng thanh lý đây. Em sẽ bán hết những cái hàng thanh lý cho các bác anh chị sưu tầm nhé. Hàng thanh lý có kiều vàng, toàn bộ chú kiều vàng này. Kiều vàng buổi chiều hôm nay. Đây em bán 150.000 một cân. Cẩm báo này. Cẩm báo em bán 160.000 một cân nhé các bác anh chị nhé. Cẩm báo 160k 1kg. Đây ạ. Cái này thì ghép lên cũng rất là ok. Và giá này thì em bán bằng giá, gần bằng giá chúng em nhập rồi. Đấy. 160.000 một cân ạ. Hàng thanh lý ạ. Em còn có hai bó nghệ tâm em bán 100.000 một bó cho các bác anh chị sưu tầm. Tiếp theo, cái đống cái mớ hàng thanh lý toàn bộ đây, lúc nãy em vừa bỏ vào. Giáng hương tam bảo sắc Vanda Ngọc Thạch Hải Râu, tất tần tật chỗ này em lấy 300.000 thôi. Tất thần thật ghép được tầm khoảng 10 giỏ lan ạ. 300.000 chỗ này nhá. Các bác anh chị nhá, 300.000. Rẻ như cho luôn ạ. Đấy. Nó hơi héo một chút thôi, nhưng mà chúng ta mang về ghép trồng lên tưới nước nó sẽ lại tươi hồi lại. Tam bảo sắc này, Vanda này, Ngọc Thạch này, Hải Râu này. Và các loại linh tinh nữa, Vanda nữa. Đấy. Ở đây em có một ít long nhãn. Chỗ long nhãn này em bán với giá 200.000 luôn nhá. Rất là đẹp luôn. 200.000 cho chỗ long nhãn này. Đấy. Úi lồi em bán 250k. Em còn có tầm khoảng 2 cân hoàng thảo hương vani nữa. 2 cân hoàng thảo hương vani này em bán với giá là 150.000 một cân ạ. Đấy là những mặt hàng của phiên buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo, ở ngoài này đó là lan kiếm đỏ. Kiếm đỏ là một loại lan khá là dễ trồng, hoa nở vào tháng 7. Em bán với giá là 100.000 một cân lẻ. Các bác mua từ 5 cân trở lên bán 80.000. Mua 10 cân em bán 65.000. Đấy, các anh chị ạ.
Em bán lại 3 bụi kiếm Tiên Vũ. Bụi trong cùng kia em bán 300.000. Bụi giữa này em bán 400.000. Đoạn bụi trong này em bán 500.000. Đấy, mỗi bụi nó có cái vẻ đẹp và có cái độ to bé khác nhau. Ngoài ra em còn có trầm. Trầm này là trầm thuần tại ở trong bát cho các bác anh chị sưu tầm. Đây là những cái loại lan mà chúng em trồng sẵn ở trong chậu rồi. Các bác chị mua về chỉ cần biết treo và chăm sóc thôi. Em bán giá rất là rẻ nhé. Ví dụ trong chậu sành này, những cái trong chậu sành này em bán với giá là 250 một cái. Mỗi cái từ 8 cho đến 12 ngọn. Đấy, 18 từ mỗi cái từ 8 đến 12 ngọn. Cái ở trong ở kia thì em cũng bán tầm khoảng 250 thôi, bởi vì mầm của nó cũng ít, em bán đồng giá 250 một chậu đấy, cho nó rẻ cho anh em để chơi cho nó sướng. Đấy, ở ngoài ra ở đây cái chậu cáo lá xếp này hôm nay có khách chốt rồi, sau rồi khách lại không lấy, em xin phép được bán lại với giá là 500.000, lấy lộc thôi ạ. 500.000 chậu cáo lá xếp này 6 ngọn ạ. Cây vanda này em bán với giá 160.000. Đấy, 160.000 toàn bộ chỗ này nhé các anh chị nhé. Cũng có khoảng 2 cân đuôi cáo, và chỗ này là combo các loại linh tinh này, có 4 loại ấy. Hoàng thảo tam bảo sắc, nghệ tâm và hài Helen. Toàn bộ chỗ này em bán với giá là 250 nhé. 250 toàn bộ cho chỗ này cho các bác anh chị sưu tầm. Giáng hương đuôi cáo em bán với giá là 250.000 một chậu. Đấy, chậu thuần. 240.000 một chậu thôi ạ. 240.000 một chậu 3 thân. Đấy, cho các bác anh chị sưu tầm. Ngoài ra ở đây em còn có long tu hạc vĩ, ngọc thạch, long tu đá trắng ghép ở trên bảng bảng giớn. Thì mỗi loại từ 8 cho đến 12 ngọn. 8 đến 12 ngọn thì ví dụ như 3 bảng trong kia em chỉ bán với giá là 160.000 một cái thôi. Đây 160.000 một cái cho các anh chị sưu tầm nhé. Mỗi loại tầm khoảng 7 cho đến 10 ngọn. Hai bảng ngoài này em bán với giá 250. Một bảng bởi vì bảng nó to hơn, đẹp hơn. Đó. Long tu đá trắng với lại một bảng hạc vĩ 250 ạ, một bảng ạ. Đấy, cuối cùng thì em giới thiệu với toàn thể các anh chị, em tách ra thêm một chậu mai hoa tiên vũ nữa để giao lưu với anh chị em. Và chậu này thì em tách chậu này nữa là em sẽ không tách nữa đâu. Thế bởi vì là hôm qua khi em tách số lượng nó quá tải, sợ em là nhà em không còn đủ giống nữa, thì em sẽ không ấy nữa, không tách nữa. Đây em sẽ giao lưu với toàn thể các anh chị này. Số 1 là một dề 5 thân ạ. Mai hoa tiên vũ cánh bầu nhá. Anh chị em có thể xem video trước ấy, em đã giới thiệu mặt hoa rồi. Thì đã có mặt hoa ở trên đấy rồi. 5 thân chậu này. Đây. Có 5 thân tất cả. 2 thân tơ và 3 thân trưởng thành. Em bán với giá là 1 triệu rưỡi cho chậu cho số 1 này. 1 triệu rưỡi mai hoa tiên vũ cánh bầu nhé các anh chị nhé. Số 2, một mẹ hai con, rất là đẹp ạ. Đấy, một mẹ hai con. 3 thân này em bán với giá, số 2 này em bán với giá là 750 nhé các anh chị nhé, 750 cho cặp này. Đấy. Tiếp theo số 3, hai củ già, một thân tơ. Đây, hai thân trưởng thành, một thân tơ. 3 thân này. Đấy, 800.000 ạ cho các anh chị sưu tầm ạ. Đấy. 800.000. Số đây là 4 thân nhé các anh chị nhé. Đây, 4 thân em lấy 1 triệu ạ. 4 thân. 2 thân tơ và 2 thân trưởng thành đấy ạ. Rất là đẹp ạ. 5 thân ạ đấy ạ. 5 thân, 3 thân này, 4 5 thân này. 1 triệu cho 4 số hình số 4. Hình số 5. Hình số 5 đây, 3 thân ạ. 3 thân này em bán với giá 850 ạ. 3 thân này. Số 6 là hình cuối cùng nhé. Hình này có 3 thân ạ. Đây cũng 800.000 nốt các anh chị nhé. Đấy, tất cả buổi chiều hôm nay, chiều tối hôm nay em có những mặt hàng như vậy để giao lưu với toàn thể các anh chị. Và em tâm đắc nhất của hàng buổi chiều ngày hôm nay đó là những dòng giáng hương mà chúng em sưu tầm được, chúng em mua được với giá rất là rẻ, và chúng em bán ra cũng giá cũng vừa phải cho các anh chị sưu tầm. Đấy. Mùa này là mùa ghép giáng hương rồi, chúng ta cũng không phải chần chừ, không phải nán lại gì nữa để chúng ta sưu tầm những cái bó, những cái cân lan đẹp. À đấy, em quên mất còn một loại lan nữa này các bác này. Đây này, kiều vuông này các bác này. Đấy, kiều vuông. Đây là loại này nở hoa vào Tết các bác. 250.000 một cân các bác nhé. 250.000 một kg đấy. Đấy, đây là kiều vuông thân lùn. Kiều vuông hoa trắng đấy các bác ạ. Mê dề nó vừa phải, ăn thì đế nó rất là mỏng để chúng ta có thể trồng rất là thoải mái luôn. Kiều vuông 250 một cân nhé các bác nhé. Rồi. Và mặt hàng kiều vuông cũng là mặt hàng cuối cùng của phiên buổi chiều ngày hôm nay chúng em có. Thì các bác anh chị lấy loại lan nào thì hãy điện thoại hoặc là nhắn tin qua số điện thoại 0868376205 để chúng em được nhận hàng, và chúng em sẽ gửi hàng cho toàn thể các anh chị. Và vào lúc hôm nay thì vào lúc tầm khoảng 8:30-9 giờ em sẽ lên phát livestream và sẽ giới thiệu và cũng gửi tới toàn thể các anh chị những giò phong lan, những khóm phong lan và những thân phong lan đẹp để các anh chị sưu tầm nhé. Cũng mong là các anh chị đón xem và ủng hộ chúng em qua cái video trực tiếp đấy. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các anh chị vào buổi tối hôm nay nhé.